Thưa chế nòng lon tổng bàn, Bắc Giang sẽ leng rào lấy sọc ngổ phần, men trọc, siêu cú. Trên nơi rào lọc thành phần men trọc siêu cú, tập tròn xẻng trồi ngổ vìn, nơi sẩy sân động, lục ngạn, lục nam, yên thế, lon lạng sang vìn. Rào táo hợn sọc lấy phẩy nhây sọc lọc phần bẹc dân số của leng. Tiêu có phần đảm bảo an sẹn trà vồi tắng bá tây tông bồn bên chọc siêu cú, tương dáng chấu chiạc bá tây lê dẻn lo sang vìn tẩy phụng chuỗi leng. Tà tổ trang sẵn dự án cú cục cạ, loan cú tẩy bạn, Bắc Giang lạ loán lạng, tập tròn tổ lặt, tàu từ hay sảng cơ sở hạ tầng, trăng chấu chặt hay sảng, xấy sẹn phán vạt lạn. Mọc ta chán sội táo xế xẹng cán nhạt, xảy phản ánh của phóng viên chẳng sạn, cây cọc vặt tuyên truyền vận tỏ phổ bến cao dọc pháp luật, bá tẩy tăng bồn, men trọc, xíu cú, lon mền pô trôi tẩy bạn Bắc Giang leng. Mời cháy nòng lon tổng bạn, xem cả tiếng dầu. Chấu lồm cọng chấu của hội đồng phối hợp phổ biến cao dọc pháp luật của Khleang lên nhảy trện lan nhảy lạm. Bàn men chọc của Khleang là hơi sảng cọng chấu cong vạt tuyên truyền, vận tỏng, phổ biến cao dọc pháp luật, chơi bá tẩy tăng bồn men chọc siêu cú, lon mền pô, Bắc Giang Khleang nên nhảy trện lan nhảy lạm. Mục đích của cọng chấu nhằm chạy xe cọng vạt tuyên truyền, phổ biến pháp luật tắng tông bồn men chọc xíu cú, trời tệ bạn. Tay cậu nhà dịch, lon cọng cả chấu lồm pháp luật. Chấu phạt cổng vạn lạn trên rỉ xe, cây nhà dịch tôn trọng pháp luật, tương dáng chấu phạt lầu dạng, lon chấu cộng xảy lồm hiến pháp, lon pháp luật. Co phần chấu lạc của cộng, xiáng trạng khiếu kiện, trôi bá tẩy, men chọc siêu cú. Trăng tông bồn, tương dáng vận dòng chán xôi pháp luật kết cá. Bó về quyền, lon lợi ích hợp pháp, cú bản thân, lon ọc tàu. Tiếng dấu của cộng chấu lồm pháp luật của học cơ quan chức năng, chắn quyền sang cấp trôi tệ bàn. Tai cầu nhà dịch cố sang cấp ủy tảng, chắn quyền tệ bạn, cây cầu vạt tuyên truyền, vận tỏng. Cầu phản tay cầu kết cá, chấu cầu vạt men trọc, chắn xôi men trọc, trồi bá tây. Sẳng tệm, khối tài đoàn kết, hào men trọc. Sẳng thệm cố cầu thắn nhập, cố tong bồn, lon tảng, cổ cạ. Vận tỏng tong bồn, hào men trọc, hay sẳng, trả vồi, lành mạnh. Dạng, lon chấu cộng, xê lâm hiến pháp, pháp luật. Nhằm ổn định chấn trị, chấu phạt cộng trai lạm trả vồi, chấu phạt thắng lợi, mục tiêu phát chấn cằn, trôi bá tẩy, men chọc siêu cú, lon mền pô. Xế săn vừa cú, bàn men chọc của Khleang là phối hợp loan học cơ quan, bá tẩy giàu liên quan. Sang thêm cong chảy xe cong vạt tuyên truyền, phổ biến pháp luật trôi bá tẩy tăng bồn men chọc siêu cú, lon tổ cọng chấu, phỏng phốn tổ dạng. Ta nay cố nhân men vận dòng hao nhận dịch cày pháp luật cày phát chấn cành chạy ọc tàu hay sảng xế xẹo phán vá lạn trồi bá tẩy nhân men. Qua cái hội thi này, hội thi là giàu lạt lán chân sể xẹt tó bá tẩy tông bồn men chọc siêu cú, ta nay chấu táng nhà dịch cố nhân men càng tròn, lon cú tông bồn men chọc siêu cú càng cả táng tặc tay sảng, dịch tràn hợn cậy tràn sội, cắt bê sẩy tràn sội men chọc cú tàng, lon củ cạ, ta nay vận dòng nhập tẩy bạn tiểu phát chấn canh trại trả vồi, chấu giàu táng sang lầy. Sân động xảy ết vìn trời bá tẩy cỏ cố Bắc Giang Khleang, lây tóng lạm cố Khleang xảy 30 km trời bền Đông Bắc. Nay tẩy tự nhiên xảy 3 bẹc lọc sạp, lăn nhảy sập chặt km vuông, chiếm hận nhảy sập nhảy phần bẹc nay tẩy trời liều Khleang. Dân số cố vìn, rào cản chắt sập lấy trện của nhàn, loan sập nhảy men chọc chay cả xẹng, cho nay tăng bồn men chọc siêu cố rào táo hơn ngộ sập chặt phần bẹc. Vin rào sập ngầu trà, loan lẻng thị trấn, loan ếch bẹc nhảy sập lấy của chuồn, bá phố. Trên đây rào tó sập lấy của trà cặt bệt lán hầu, ếch bẹc lan bạt của chuồn cặt bệt lán hầu, của trà trồi bá tẩy tài nhảy. Nhờ chấu chay kết cá hầu chẳng sản dự án chán sôi tao từ, tắng bá tẩy, men chọc siêu cú loan miền pô. Bới mền nọng chuồn, bá tẩy men chọc siêu cú trồi sân động, lan rào hao vạn lạn chân xảy tràn. Canh trại trồi bá tẩy men chọc siêu cú, hàng nên là sảng chăn sể tài. Cơ cấu canh trại giàu dáng vằn lạn, phù hợp loan cọ phát chấn tròn của Khleang. Trọng, sể rát trời lọc sầm nhảy vìn không cú cục cạ, giàu lọng tăng bồn men chọc siêu cú chay cả dạng, nên nhà dịch cú nhân men cậy pháp luật vận cán siêu. Giàu hao hủ tục vận cán lạc hậu, vận cán giàu chặt.
ta của cộng chỗ này, bàn bên trọc của Bắc Giang Khen là chủ trì phối họp lon ủy ban nhân men sơn động viên. Chấu hội thi, láo dâu pháp luật cậy của cộng, cao vạt men trọc, chơi bá tẩy, tông bồn men trọc siêu cú, chơi bá tẩy, sơn động viên. Qua cái hội thi tìm hiểu pháp luật về chính sách dân tộc của ban dân tộc tỉnh cũng như ủy ban huyện tổ chức hội thi tìm hiểu cố hội thi láo dầu pháp luật cải trái xôi men trọc cố bán men trọc của Khang di lôm ủy ban nhân men của viên tổ chức là định hướng tắng tẩy bạn tố năng dậu sang dáng tuyên truyền vận tòng trái nòng nhân men trời cản tắc loan hao trái xôi trả vội đối loan tông bồn men trọc siêu cố loan men pô cho nhân dân sẽ ngày một được nâng lên. Qua hội thi thì người dân cố mặt thì cày, cố nhân men sẽ tay cỏ tác nhà dịch của văn, dịch chặn hận cây hao chán sội pháp luật của củ cả. Lo sẽ chiều hầu tham gia hao phong trào khai sản, nọc chuồn lạn, trôi tây bạ sân trả, giàu, lọng tông buồn, mê chọc xì cú, trôi sân độc vị. Các xã mà nhiều dân tộc thiểu số như của huyện Sơn Động. Tham gia mặt thì láo dấu pháp luật cày cú còng còng vạt men trọc trôi bá tẩy tông bồn men trọc xíu cú trôi bá tẩy sơn động viên loan sang đội lai tà lọc trà đại sơn giáo liềm yên định phúc sơn an bá cẩm đàn loan hối cú lấy phản thi bền cú còng thân khấu bến màn chào hỏi thi trắc nghiệm tiêu màn tình huống loan chắn sôi pháp luật loan hào tiểu phẩm tuyên truyền cố cộng thi sẽ theo chủ đề pháp luật giàu tính thời sự thiết thực, táo thực thi pháp luật cậy cố cộng cao vạt men trọc, loan hao quy định của pháp luật cả tháng, giàu liên quan, lôm, xéng trầu, loan ọc tàu, bảo vệ môi trường, bảo vệ loan phát triển sản, bình đẳng giới, bảo lạn ọc tàu, mê tín dị đoan, ám phiên diện, loan hao tệ nạn trả vội cả tháng. Chấu tròn mặt thì, ban tổ chức lạ chào ép giải giặt tắng Đại Sơn Trà, liàng giải nhầy tắng Giáo Liêm Trà, An Bá, loan giải lạm tắng Lam Trà, cắn dầu. Hạc tao này ban tổ chức cắn chào sang hầu giải phụ ấn tượng xuất sắc nhất, nê sẩy màn chào hỏi ấn tượng nhất cố Đại Sơn Trà. Phan tiểu phẩm xuất sắc nhất trời Giáo Liêm Trà, loan án tình huống xuất sắc trời Yên Định Trà. Loan phản thi trắc nghiệm ấn xét nhất, sẩy trồi phúc sơn trà. Giàu thể càng, mặt thì là giàu tặc tổ học kiệt cá đáng khích lệ, có phần tay cọ tinh thần cộng chấu của tài piêu cộng chức loan sang đội tham gia mặt thì. Cú này là chảy xe của cộng tọc mặn, sẵn thẹm của cộng láo dâu nhà dịch, tay cọ nhà dịch pháp luật cố nhân bền, chơi bá tẩy tông bồn, men chọc siêu cố, loan men bồ. Hình thức tổ chức thi rất đa dạng và phong phú. Cố cộng tổ chức thi chân sẻ tổ dạng loan phỏng phốn, trăng tắng tài piêu trời sang của chùn trời cản tạc loan, học bến phạp, điều cáo dọc phổ bến pháp luật, chẳng của nhân mê dịch trạn, loan chấu hào hợn, học chủ trương trả sơ cú tàng, loan củ cạ. Cố này có phản phát chấn cảnh trại trả vội, lao càn an ninh trật tự trời tỉ bạn. Góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của tại địa phương. Cố mặt thì cây, ngô cây, là nhà xịt tạc càn, sang hầu cơ bản, cậy hao quy định của pháp luật tiêu táng sang quá tẩy men trọc siêu cú. Cố mặt thì cây, ngô cây sẽ tuyên truyền táng chế nòng nhân men tác sản vột hợn, tiêu chế nòng khai sản xế sàng phán phá văn minh hợn, phát chấn canh trại trả vội, trôi bá tẩy, tông bồn, men trọc siêu cú, loan mền pô, tạc hầu hợn. Trời lon sơn động, ban men trọc của Bắc Giang Khen là chủ trì phối họp lon ủy ban nhân men lục ngạn vền, tổ chức mạt thì láo dâu pháp luật cậy cú cọng cọng vạt men trọc, chơi bá tẩy men trọc siêu cú. Tham gia mạt thì dạo sang đội lai tà sang trà, tân sơn, cấm sơn, phong minh, sa lý, phong vân, hộ đáp, sơn hải. Sang đội thi tham gia lễ phản, thi bển cú cọng thân khấu bến, lâm màn chào hỏi thi trắc nghiệm. Tiêu án, tình huống, sang hao chán sôi pháp luật, loan tiểu phẩm tuyên truyền. Nội dung hội thi, giới hao chủ đề pháp luật giàu liên quan, chơi cản loan thực tiễn trời tệ bạn, loan xiếng trầu, loan ọc tàu, bình đẳng giới, bao lạt ọc tàu, chán sôi, hơi vằn cọng chấu, loan hao chán sôi giàu liên quan táo hạc dạng, trời bá tẩy men chọc siêu cú. Màn thi chào hỏi loan tiểu phẩm tuyên truyền cố sang đội thi, tác giản dựng chân sể cọng phù, hấp dẫn. Trích sạm hố hào, rào cạt bản sạc phán vá men trọc.
Cặp bè sẩy phần thi tiểu phẩm, sang đội dí lạ liên hệ, thực tiễn sang tổng chùi tệ bạn, thọng cú hao dự án chùi trang sản mục tiêu của cả phát chấn canh chạy trả vôi, chùi bá tẩy tông bồn mê chọc siêu cú, lòn mền bồ. Xế xa nên nhảy chện, lăn nhảy giật, tó nhảy chện, lăn nhảy ngầu. Lạ có phần, truyền tải hao nội dung, cây hao điều luật, quy định cố pháp luật giao liên quan trực tiếp, tó quyền, lon cọng chấu, cú nhăn men, nọng trụn, lon tăng bồn, men chọc siêu cú. Vùng đồng bào dân tộc chúng tôi thì về bá tây tăng bồn men chọc siêu cú ngổ cây rào chân sể siêu cây hao nhận xịt pháp luật cố mặt thì cắn nhạt bản thân ngổ là tọc tạc chân sể tội rằng đang xây cú cọng châu nam nhan nổi nhan mặc cáo khối trời ngổ tẩy bạn rào chân sể tội ta ma rào nhận xịt tuyên truyền vận tòng cú cọng chấu cây là lạc đáng càng cặt bẹt đối lòn mặt thì láo dấu pháp luật cày cú cong vạt men chọc chuyển bát tẩy tông bồn men chọc siêu cú mặt cây trồi lục ngạn tổ thí sinh sẩy tải piêu cú nhăn tặc thắn nhạp trồi sang cú trụn dầu pẹp phần pẹp tông bồn men chọc siêu cú chay cả xiang trồi hộ đáp phòng mình ta mặt thì cày là chẳng hao nhăn cây tọc màn nhà dịch sang thèm nhà dịch tay cầu nhà dịch pháp luật hầu kỹ năng xử lý tình huống mâu thuẫn trồi cơ sở ta này vận tỏng nhân men chấu lồng pháp luật rào kiệt cá trồi xế xiang trả vồi đảm bảo xiang lon chấu cọng xế lông quy định của pháp luật với bản giao của thôn em là ở một sấy men chọc dao trồi chun là làng phong minh trà cú còng cập nhật nhà xịt pháp luật vận cán siêu thông cú mặt thì cày ngô dạo thèm nhà xịt kỹ năng tiêu tuyên truyền tắng chế nòng trừ chun sang hào thí sinh tham gia ma thi cày là tăng kiến tạc cú nhàn dịch cú văn cày nhàn dịch pháp luật giao liên quan tố quyền lon cọc chấu cú nhăn men nọc trụn lon tông bồn men chọc xíu cú lồm hào chấn sội cây lạc không an xiang trả vội cọc vặt men chọc tôn giáo quyền lon cọc chấu cơ bản cú cọc dần pháp luật cày nay tẩy báo về môi trường an toàn thực phẩm khiếu nại tố cáo bình đẳng giới luật giáng trầu lon ọc tàu bảo vệ lón phát triển sản luật an toàn chuyển lầu hối lai thọng cố mặt thì cày là cọ phản tay cọ cọ vạt tuyên truyền phổ biến tắng tông bồn mê chọc siêu cú nhà xây chấu lồng pháp luật cú nhân men tắc tay sàng từng dáng chấu phạt lẩu xiang chấu cọng xây lơm hiến pháp lon pháp luật cọ phản đảm bảo an ninh trật tự an toàn trả vội trồi bá tẩy tông bồn mê chọc siêu cú chẳng cố nhân men từng dáng vận dòng chấn xôi pháp luật xảo kiệt cá bảo vệ quyền lon lợi ích hợp pháp cú bản thân lon ọc tàu chưa cản lon cọng chấu lồng pháp luật của hầu cơ quan chức năng chấn quyền sang cấp trồi tẩy bạn có phản phát chấn càn trồi bá tẩy mê chọc siêu cú lon mền bồ bằng cái hình thức là sân khấu hóa để cho bền cú cọng thân khấu bến sang đội thế là tặc tham gia bền hao tiểu phẩm tiêu tông bồn hao tọc hao tiếng dầu nhạ tặc càn chấu phật lạt lán xăm vột chơi cọng chấu hao chấn sội pháp luật loan hao chủ trường lâu hối cú tảng cày cú cọng cọng vạt men trọc càng cả táng loan cọng vạt pháp luật càng tròn ta mạt chấu trọng mạt thì cú nhân men trồi bát tẩy men chọc siêu cú sẽ xịt chặn hợn cậy hào cọng chấu trồi xế xiang trả vôi thông cú hào tiểu phẩm tham dự mạt thì trong vùng dân tộc thì cũng sẽ am hiểu được sâu hơn về các cái lĩnh vực trong đời sống xã hội. Tông bồn men chọc siêu cú trồi bắc giang chăn díu xiang trồi bán tẩy sạm bán tẩy rèn bán tẩy nhà dịch vận cắn tay điều kiện canh chạy trả vội cắn lán hầu các giác mà dòng tiêu trời cản tắc lon thọng tin ni vận cắn siêu công tuyên truyền phổ biến pháp luật tắng tông bồn tắc tàng lon củ cạ bắc giang xiang lan tiếng táo trọng vận cắn rào sang giảng cắn lán hầu tài cỏ chất lượng cỏ vạt tuyên truyền phổ biến pháp luật tắng tông bồn hao men chọc siêu cú xây ép yêu cầu cần táo tạp chặt trồi hay sảng phát chấn môi trường phán vá cơ sở đảm bảo phát chấn canh chạy trả vội tạc can trồi xế san hối nhập cùng xây hội thi tuyên truyền phổ biến dịch chặn cày pháp luật tắng cú nhân men nọc trụn lón tông bồn men chọc siêu cú tắc ban men chọc bắc giang xiang chấu trồi sơn động viền lon lục ngạn viền là cọp phản chất dị tài, tiêu tai cậu, nhà dịch, chấu lồng pháp luật, cú nhân men nọc trụn, tông bồn men chọc siêu cú.
Cho nên cán sở mà tiêu truyền tải hao quy định pháp luật giàu liên quan trực tiếp tóc quyền, lon nghĩa vụ, cú nhăn nọng men, nọng trụn, lon tông bồn men chọc siêu cú, tó còng tòng nhăn men, có phần chấu trả vội bến, hao cỏ vạt tuyên truyền, phổ bến cao dọc pháp luật cú cổ ca, tái pháp luật hối nhập xế xe xiang.